Như thế thì kiểu bạn nhớ đối phương và đối phương cũng sẽ nhớ lại bạn ấy. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một video mà mình tin rằng là video này thì có thể dành cho cả các bạn nam và các bạn nữ xem thì đều cực kỳ hiệu quả nhá. Và ngày hôm nay thì mình sẽ nói với các bạn 4 bước khiến người ấy nhớ bạn mà kiểu nhớ phát điên luôn ấy. Vậy thì làm thế nào để người ấy nhớ bạn xỉu up xỉu down? Nghe thì có vẻ rất là khó và có vẻ rất là xa vời đúng không? Nhưng bạn phải hiểu đây là một điều rất là bình thường ấy. Khi mà bạn thích một ai đó thì cái việc mà bạn nhớ họ là cái chuyện rất là bình thường luôn ấy. Cái kiểu mà cứ sáng thức giấc là nhớ, mỗi tối vẫn hay nằm mơ ấy. Và bạn lúc nào cũng sẽ muốn gặp này, muốn nói chuyện này, muốn liên hệ này. Vậy thì làm thế nào để cho cái người bạn gái của bạn hay là người bạn trai của bạn cũng sẽ nhớ bạn phát điên lên như vậy? Thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn các bước để thực hiện nha. Nói chung là cái gì thì cũng phải có chiến lược hết á, không có cái gì mà tự nhiên mà có đâu bạn ạ. Và đương nhiên rồi, mình ở đây để bày cách cho các bạn. Và cái này thì áp dụng với cả nam và cả nữ luôn nhé. Bước đầu tiên đó là bạn đừng bao giờ đặt ra câu hỏi rằng là họ có nhớ bạn không. Và bạn phải ngừng cái việc thường xuyên nói với họ rằng là bạn nhớ họ, hoặc là thể hiện cho họ biết rằng là bạn đang nhớ họ. Bạn có biết không, tuyệt đối đừng bao giờ hỏi rằng là anh có nhớ em không, hoặc là em có nhớ anh không. Mình thề rằng là nói ra cái câu này nghe nó rất là thảm luôn á. Thực sự ấy, khi mà họ nhớ bạn ấy thì sẽ luôn luôn có những cái cách để cho bạn biết rằng là họ đang nhớ bạn. Và bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được luôn ấy, chứ không cần phải đặt câu hỏi. Và có một điều đó là nếu như khi mà bạn đã bắt đầu phải đặt câu hỏi rằng là một người có nhớ bạn không, hay là đặt câu hỏi rằng là một người có thích bạn không ấy, thì khả năng rất cao rằng là người ta không nhớ bạn, cũng không thích bạn. Và nói thật, khi mà bạn đặt ra câu hỏi này ấy, thì kiểu cảm giác giống như kiểu là bạn đang ở cửa dưới với họ ấy. Và điều đấy sẽ khiến cho họ hết hứng thú và hết có cái cảm giác muốn nhớ bạn ấy. Vậy nên là cái điều này, đặc biệt là trong cái giai đoạn khi mà hai người đang thích nhau ấy, đang thả thính nhau ấy, thì bạn tuyệt đối không được hỏi nhá. Và thêm nữa, bạn cũng tuyệt đối đừng có thường xuyên nói rằng là bạn nhớ họ. Nói chung thỉnh thoảng bạn muốn thể hiện cái tình cảm của bạn thì bạn nói ừ cũng được. Nhưng mà nếu như ngày nào bạn cũng nói, hoặc là ngày bạn nói đến 10 lần, hoặc là bạn nhắc quá nhiều về cái điều đấy ấy, thì sẽ khiến cho đối phương có cái cảm giác nhàm chán ấy. Bạn biết tại sao không? Bạn có biết cái cảm giác khi mà bạn thực sự cảm thấy rất nhớ một người ấy? Đấy là khi bạn không biết về tình cảm của họ, bạn cũng không biết rằng là giờ họ đang đi đâu, đang làm gì, đang nghĩ gì. Đấy, còn nếu như mà bạn đã biết rằng là họ đang rất nhớ bạn đi, thì bạn có còn muốn nhớ họ nữa không? Nói chung là tình yêu ấy thì đôi khi nó lại kiểu như thế. Nên là nhiều khi mình cũng phải chơi chiêu một chút nha. Rồi, bước sang bước thứ hai mà mình muốn nói với các bạn, đó là các bạn hãy ngừng cái việc chủ động lại. Lại phải nói lại về cái việc vị thế ấy. Nếu như mà bạn luôn luôn là người chủ động trao đi và người kia luôn luôn chỉ là người nhận thôi, thì đương nhiên là họ sẽ nghĩ là họ ở một cái vị trí cao hơn bạn ấy. Nên đương nhiên rồi họ sẽ mất đi cái cảm xúc kích thích, cái sự nhớ nhung và kích thích cái tình cảm của họ ấy. Bạn có biết không, cái mà khiến cho tình yêu nó trở nên khó đoán ấy, kích thích những cái cảm xúc, đó chính là khi mà bạn không biết là đối phương đang nghĩ gì. Bạn cũng không biết rằng là đối phương có nhớ bạn hay không, có thích bạn hay không. Bạn cũng không biết rằng là đối phương liệu có đang thích ai nữa hay không. Vậy nên khi bạn cứ là người chủ động, bạn luôn luôn là người chủ động, bạn nhắn tin, bạn liên lạc, bạn gọi điện, bạn nói chuyện quá nhiều ấy, thì như kiểu là sẽ khiến cho đối phương mất đi cái sự kích thích muốn tìm hiểu về bạn ấy. Và kiểu người ta cũng nghĩ là cứ ngồi đấy đã có bạn chủ động rồi thì người ta cũng chẳng cần phải chủ động với bạn làm gì ấy. Nếu như bạn đã là người chủ động một lần rồi thì lần sau hãy để cho họ là người chủ động. Và bạn nên cố gắng tạo ra cái khoảng trống, cái khoảng không để cho hai bạn có thời gian để nghĩ về nhau, để cho người kia có thời gian để tò mò thêm về bạn. Chứ đừng có 10 lần và cả 10 lần bạn luôn là người chủ động. Như thế thì mình thề rằng là người kia sẽ không có một chút nhớ nhung nào dành cho bạn cả đâu. Mình thề là nếu như người ta cũng có ý với bạn ấy, người ta cũng có chút thích bạn ấy, thì khi mà không thấy bạn liên lạc, khi mà không thấy bạn chủ động nữa ấy, thì người ta sẽ đặt ra trong đầu rất là nhiều câu hỏi rằng là không biết bạn đang làm gì, không biết bạn đang ở đâu, bạn đang suy nghĩ gì, bạn đang đi chơi với ai. Và chính cái lúc đấy, chính cái khoảng thời gian đấy mới là lúc cái cảm xúc nhớ nhung của họ dành đến cho bạn nó mới thực sự mãnh liệt ấy. Và hãy nhớ một điều rằng là nếu như bạn luôn luôn là người chủ động thì bạn sẽ mất đi cái sức hấp dẫn của chính bản thân mình. Mình thề dù cho bạn là người đẹp trai, giàu có, hay là một người rất là xinh đẹp, nhiều tài năng, thông minh, thì nếu như bạn luôn là người chủ động thì bạn dù bạn có tài giỏi đến như thế nào, bạn cũng sẽ luôn luôn bị mất cái sức hấp dẫn, luôn luôn nằm ở vị trí dưới ấy. Và đó là điều cực kỳ không nên. Bạn nên tạo ra một cái sự cân bằng giữa hai người ấy. Như thế thì kiểu bạn nhớ đối phương và đối phương cũng sẽ nhớ lại bạn ấy. Rồi, bước thứ ba mà mình muốn nói với các bạn, đó chính là hãy tập trung phát triển bản thân.
Bạn biết đấy, khi mà bạn trở nên tốt hơn ấy, thì mình đảm bảo rằng là người ta sẽ thích bạn hơn và sẽ nhớ bạn hơn. Đảm bảo luôn, bạn thật sự cần phải biết điểm mạnh của bản thân mình là gì và sức hấp dẫn của bản thân mình là gì. Và điều quan trọng đó là trước tiên là bạn phải thực sự yêu bản thân mình đã. Mình thề luôn, nếu như bạn yêu bản thân mình, bạn biết yêu bản thân mình thì bạn sẽ toát ra một cái năng lượng, một cái sức hấp dẫn nó lạ lắm và nó cực kỳ cuốn hút luôn á. Khoan nói những cái thay đổi về bên trong như là học thêm một kỹ năng mới, học thêm một ngoại ngữ mới hay là chơi một cái môn thể thao mới ấy, thì cái việc mà bạn có thể thay đổi ngay lập tức đó chính là sắc đẹp của bạn. Bạn biết không, sắc đẹp chính là thứ mà có thể truyền đi với vận tốc ánh sáng cơ mà. Nhìn là thấy luôn và nó sẽ ngay lập tức chạm đến người ấy. Và dù cho bạn là con trai hay con gái ấy, thì tin mình đi, ngoại hình ấy nó luôn luôn là một điều quan trọng. Nếu mà ai đó nói với bạn ấy là ngoại hình không quan trọng ấy thì mình thề rằng là họ đang nói dối ấy. Bạn có thể thay đổi cách ăn mặc này, thay đổi kiểu tóc một chút này, hoặc là sắm cho mình thêm vài bộ quần áo mới, đôi giày mới. Mình thề những cái điều đơn giản như vậy thôi ấy, cũng đã khiến cho cái ngoại hình của bạn nó đẹp hơn rồi. Thêm nữa thì bạn có thể để ý đến vấn đề về vóc dáng, vấn đề về cân nặng này. Nếu như bạn cảm thấy cơ thể của mình chưa được đẹp này thì chịu khó tập thể dục một chút. Hoặc nếu như bạn đang quá béo mà không biết làm thế nào để giảm cân ấy, thì tin mình đi, nếu như bạn giảm cân thành công ấy thì bạn đẹp lên 1 tỷ lần, 1 tỷ lần luôn á. Như mình như này, trước khi mà mình giảm cân thành công thì kiểu mình thấy nó là trông mình nó xấu, mình phải gọi dùng từ xấu ấy. Nhưng mà khi mình giảm cân thành công ấy thì tự nhiên mình cũng tự tin hơn rất là nhiều. Và một cái sản phẩm mà mình dùng đó chính là cà phê giảm cân Idol Slim. Đấy, nên là nếu như bạn đang quá tuyệt vọng về vấn đề giảm cân ấy thì có thể nhắn tin cho mình nhá. Cũng đã có rất là nhiều bạn đã giảm cân thành công rồi. Quay trở lại với việc mà bạn phát triển bản thân ấy, thì thêm nữa một điều rất là quan trọng ấy, bạn cần phải có cái cuộc sống riêng của bạn. Bạn có những cái đam mê riêng, có cái cuộc sống riêng để cái cuộc sống của bạn ấy nó không bị quá là phụ thuộc vào người kia ấy. Không phải là người kia làm bạn vui thì bạn mới vui, còn người kia mà không làm bạn vui thì bạn buồn, bạn ủ rột không? Không. Nếu như mà khi mà bạn có những cái đam mê riêng, có những cái cuộc sống riêng của mình ấy, thì bạn sẽ có một cái sức hút, bạn sẽ tỏa ra một cái sức hút mà khó tả lắm bạn. Tin mình đi, nếu như bạn có những cái cuộc sống riêng, có những cái đam mê riêng ấy, thì chắc chắn là người kia sẽ phải để ý đến bạn và sẽ phải nhớ bạn. Và lúc này bạn hiểu không, tình thế nó đã đảo ngược rồi. Không phải là bạn nhớ họ phát điên, mà ngược lại họ sẽ phải nhớ bạn phát điên. Rồi tiếp tục đến bước thứ tư mà bạn cần làm, đó chính là trở nên bí ẩn hơn. Thật ra mình nói là trở nên bí ẩn hơn ấy, nhưng nó cũng chỉ là bình thường thôi, nó không phải là cái điều gì quá là cao siêu đâu. Nghĩa là khi mà hai bạn nói chuyện này, khi mà hai bạn nhắn tin với nhau này, thì bạn biết dừng đúng lúc. Kiểu như trong lòng bạn đang kiểu muốn nói nhiều lắm rồi, muốn nói dài, muốn nói cả đêm luôn. Nhưng mà bạn biết dừng đúng lúc, dừng ở một cái điểm mà cả hai vẫn còn đang thấy cái cuộc nói chuyện này đang thú vị ấy. Chứ bạn không nên là người một mình bạn cứ chủ động kéo dài cái cuộc nói chuyện mà người kia cũng chẳng hưởng ứng mấy ấy. Và đôi khi ấy, thì bạn cũng đừng nên kể chi tiết quá về việc bạn đang làm gì với họ. Như kiểu bạn chỉ cần nói là hôm nay nói chuyện đến đây thôi nhé, em đang bận một chút, anh đang bận một chút. Ấy, thế là được rồi, chứ bạn đừng có phải kể với họ rằng là bây giờ anh đi đá PS với mấy thằng bạn, hoặc là bây giờ em đi shopping với mẹ. Kiểu đôi khi bạn cũng nên bí ẩn để người ta cần phải hỏi, đặt câu hỏi rằng là không biết giờ này bạn đang làm gì, không biết giờ này thì bạn bận cái gì nhỉ, mà lại không nhắn tin với họ nữa. Và đây chính là cái giây phút mà khiến cho họ bắt đầu nảy sinh những cái cảm xúc nhớ nhung bạn hơn ấy. Và như kiểu những cái suy nghĩ về bạn nó sẽ cứ quanh quẩn trong đầu họ ấy. Và đương nhiên lúc này bạn đã là người chiến thắng rồi đấy. Bạn đã đạt được cái mục đích của mình, đó là khiến cho họ phải nhớ bạn, khiến cho người ấy phải nhớ bạn cồn cào, nhớ da diết. Ok, như vậy là ngày hôm nay mình đã nói với các bạn 4 bước để khiến cho người ấy nhớ bạn cồn cào da diết. Video này thì đương nhiên có thể áp dụng cho cả bạn nam và cả bạn nữ. Vì vậy nếu như bạn là nam, bạn là nữ xem video này thì nó đều cực kỳ hiệu quả. Và nếu như bạn cũng thích những video của mình thì đừng quên hãy like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhá. Và hãy kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoe. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.